Theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Phát TNT, công ty Thành Phát TNT, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ dãy nhà xưởng chứa các loại phế liệu của công ty này. Khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, máy móc, phương tiện khẩn trương dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng của công ty Thành Phát chứa nhiều phế liệu như vải vụn, nhựa, da cùng với thời tiết hanh khô đã khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan sang dãy nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp Tân Cường Phong ở bên cạnh. Công ty Tân Cường Phong đang hoạt động sản xuất các sản phẩm từ nhựa và cao su. Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Hải Dương đã huy động nhiều xe chữa cháy và các cán bộ, chiến sĩ để khẩn trương khoanh vùng, không chế ngọn lửa. Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Được biết, khu xưởng của công ty Thành Phát có diện tích khoảng 5000 m2. Trước đó, công ty Thành Phát đã bị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành xử phạt do không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ hoạt động của công ty Thành Phát và yêu cầu di chuyển máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực nhà xưởng còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp Tân Cường Phong đảm bảo đủ các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và đang được phép hoạt động sản xuất.